lai, chiếc nọ thần. Ngày xưa, chị vì đất nước Âu Lạc có vua An Dương. And I'll sing you a lullaby back to the years of Moulin Lane. And I'll sing you to sleep. Khi An Dương Vương bỏ chạy ra biển, rùa thần nổi lên. Em hãy cho cô biết ai là người ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương. Cô ơi, không phải em lấy ạ. Hả? Em nói cái gì vậy? Lớp trưởng nào? Đứng lên trả lời câu hỏi cô nhanh. Em nói cô, không phải em lấy ạ. Mà cả lớp chắc các bạn không lấy đâu ạ. Cô nói sắp cho sẽ rõ. Con sao vậy? Hôm nay con làm em hỏi là ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương. Con bảo là cả lớp chả ai lấy, con chả tin. Con lại còn bắt mặt con chết hàng 100 lần chuyện nỏ thần nữa. Cô không thể phun trào bón. Mấy rồi. Thưa cô, dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Thôi thì cái nỏ thần này dám nghiêu để tôi đền cho cô. Chứ phạt như vậy tội mấy cháu của tôi quá.